Ta có câu 1 là sắc Charos, sắc Caroser đấy, là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía hoa cốt tốt nốt của cải đường. Công thức phân tử của sắc Caroser là C12H2O11, quá dễ dàng. Câu 2, số nguyên tử carbon trong phân tử sắc Caroser đấy, đây là bao nhiêu? 12C, quá đơn giản. Đúng không? Rồi. Câu 1, câu 2 rồi, câu 3. Maltoser là một loại disaccharide có nhiều trong mạch nha. Công thức phân tử của maltoser là C12H2O11. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu số 4, chất có chứa nguyên tố oxygen là saccharose bởi vì nó là C12H22O11 rồi. Quá đơn giản đúng không? Quá đơn giản và dễ dàng. Ok ạ, tiếp tục nhá. Câu 5, một phân tử man. Câu 5, một phân tử man thì có man được tạo bởi từ một gốc, hai gốc alpha glu, đúng không? Nên đáp án chính xác chúng ta phải là đáp án C. Câu số 6, đơn vị glucose. Đơn vị glucose và đơn vị fructose trong phân tử sắc charai thì liên kết với nhau qua nguyên tử gì? Thì glu và fruc thì liên kết với nhau qua nguyên tử oxygen, đúng không? D, câu 7, man được cấu tạo từ hai gốc glucose liên kết với nhau qua liên kết nào? Man được cấu tạo từ hai gốc glucose và liên kết với nhau qua liên kết nào? Man thì chắc chắn liên kết với nhau là liên kết alpha rồi, glycoside rồi, đúng không? Thì nó sẽ là alpha bao nhiêu? Alpha 1,4 nhé, alpha 1,4 glycoside. Được chưa? Câu 8, carbohydrate nào dưới đây thì không có nhóm OH hemiacetan thì hoặc là hemiketan thì OH, mà cái thằng mà không có OH hemiacetan thì nó là thằng xác, đúng không? C. Câu 9, phát biểu nào sau đây là không đúng? Câu 9 ạ, phát biểu nào sau đây là không đúng? Sắc và fructose thì đều là đồng phân của nhau. Sai. Sắc và man vẫn là đồng phân. Sắc chỉ có cấu tạo mạch vòng là đúng, man có nhiều trong mạch nha là đúng, sắc và man đều là disaccharide là đúng. Vậy không đúng chúng ta là ai? Câu 10 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu 10 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng? Man thì không có nhóm OH hemiacetan. Sai, man có chứ. B, một phân tử sắc thì gồm hai đơn vị alpha glu là sai. Một phân tử sắc thì gồm một đơn vị alpha glu và một đơn vị beta fruc. Hai đơn vị glu trong man liên kết với nhau bằng liên kết alpha 1,2 glycoside. Sai đúng không? Liên kết với nhau bằng liên kết alpha 1,4. Sắc và man cùng công thức phân tử, cái này mới đúng này. D đúng nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 11 ạ. Câu 11 ạ. Đường X là một loại carbohydrate ở dạng tinh thể rắn không màu, tan trong nước, có vị ngọt và ngọt hơn đường nho nhưng không ngọt hơn đường mật ong. Đấy. Ngọt hơn đường nho là ngọt, là không thể glucose rồi. Nhưng không ngọt hơn đường mật ong thì nó không thể là fructose rồi. Fructose là trong phân tử chứa một gốc alpha glu và một gốc beta fructose. Vậy một gốc alpha glu và một gốc beta fructose thì bắt buộc nó sẽ phải là thằng saccharose. Saccharose. Câu 12, chúng ta cần lưu ý ạ. Các phát biểu về cấu tạo của saccharose và maltose như sau. Maltose được tạo thành từ hai đơn vị fructose, sai. Hai đơn vị alpha glu. B, maltose có liên kết alpha 1,4 glycoside giữa hai đơn vị glu. Cái này đúng đúng không ạ? Cái này đúng. Phân tử saccharose chứa một liên kết beta 1,2 glycoside. Chính xác đúng không ạ? Nó được tạo thành bởi gì? Alpha glu và beta fructose. À, thế nó phải là alpha chứ không phải beta, sai. Phân tử sắc caroser chỉ tồn tại dạng mạch vòng, đúng, cả sắc và man đều chỉ tồn tại dạng mạch vòng. Ok chưa? Vậy là sai đúng nhá. Ok, câu 13. Hãy cho biết những nhận xét nào sau đây là đúng hay sai. A, sắc caroser tồn tại đồng thời ở dạng mạch thở, mạch mở vòng và mạch vòng, sai luôn. Maltose tồn tại đồng thời ở dạng mạch mở vòng và dạng mạch vòng. Đúng đúng không? Maltose thì nó có dạng mở vòng. Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Anh maltose của chúng ta thì vừa nãy ấy, về cấu trúc là nó có dạng mở vòng, thì dạng mở vòng thì nó mới có chó được. Dạng mở vòng là dạng vòng đúng. Saccharose không có nhóm OH hemiacetan tự do nên không thể chuyển thành dạng mạch hở chứa nhóm aldehyde CHO, đúng. Maltose vẫn còn OH hemiacetan tự do nên gốc alpha glu của man có thể mở vòng tạo ra nhóm CHO, đúng. Sai, đúng đúng đúng. Được chưa? Đấy là cái câu 13. Rất dễ nha. Rồi 12, 13 xong rồi 14 ạ. 14 này.
Nói rất nhiều về man nhưng mà cuối cùng hỏi này. Liên kết glycoside trong phân tử man tạo thành giữa carbon số 1 của glucose đầu tiên và carbon số mấy của glucose thứ hai thì nó là liên kết với nhau với gốc alpha 1,4 glycoside thì nó là bằng và với thằng số 4 đúng không? Cái này thầy nói rất kỹ ở chỗ phần cấu trúc rồi. 15 ạ. 15 ạ. Cho phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu là không đúng nhá các em nhé. Man được tạo thành chủ yếu do quá trình lên men glu. Cái này đúng hay sai? Này rất hay. Câu số 15 này là một câu rất thú vị và rất đặc biệt. Các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, man được tạo ra chủ yếu do quá trình lên men glu là sai, bởi vì man là tạo ra do quá trình thủy phân tinh bột nên A sai. Xác có cả cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng là sai, xác chỉ vòng. Mỗi phân tử man đều gồm hai đơn vị beta glu là sai. Hai đơn vị alpha glu nhá. D, hai đơn vị glucose trong phân tử. Hai đơn vị glucose trong phân tử thì các bạn lưu ý á, hai đơn vị glucose trong phân tử man liên kết với nhau bởi liên kết alpha 1,2 là sai, alpha 1,4. Phân tử man không có nhóm HMI acetan là sai, vậy ta có tổng cộng cả 5 cái sai. Câu này rất hay, rất thú vị nhá. 16. Trong dung dịch saccharose phản ứng với COH lần cho dịch màu gì? Thì nó tạo phức đúng không? Phức màu xanh lam. 17. Trong dịch saccharose ống nghiệm chứa COH lần trong NaOH lắc ống nghiệm thì thấy có hiện tượng nào sau đây? Thì lắc ống nghiệm thì ta sẽ thấy hiện tượng là gì ạ? Xuất hiện dung dịch trở nên đồng nhất và có màu xanh lam, C do tạo phức. 18. Khi đun nóng dung dịch chứa carbohydrate X và COH lần trong môi trường kiềm, X có phản ứng với COH lần tạo nên kết tủa đỏ gạch thì X nó có thể là glu, có thể là phờrúc, bởi phờrúc trong kiềm thì chuyển thành glu. Man thì có nghĩa là glu và man thì đều được bởi vì nó có OH hay niacetan đúng không, thì mở vòng ra thì nó tạo thành CHO nhá. Vậy X thì không thể là saccharose. À, câu 19 đó. Phản ứng của saccharose với COH lần chuẩn bị này, tiến hành này, phát biểu nào sau đây là sai này? Phản ứng xảy ra ở bước 2 là bước 2 đấy, NaOH vào này, thêm COH 2 lần vào này. Thế thì nếu mà cho NaOH vào sau đó thêm COH 2 lần vào thì nó tạo thành kết tủa COH 2 lần. Nhưng đây bước 2 là xác tác dụng với COH 2 lần tạo thành phức cộng với HO, cái này A này đúng này. Nếu thay NaOH bước 1 bằng KOH thì hiện tượng bước 2 vẫn xảy ra tương tự. Chính xác, bởi vì là cái mục tiêu của thằng KOH và thằng NaOH chủ yếu chỉ cho OH trừ thôi. Thí nghiệm trên chứng minh xác có tính chất của polyalcohol. Đúng. Ở bước 2 dung dịch có màu xanh tím là sai. Sai là D nhá. Sai là D ạ. Thầy chữa nhá. 20. Tiến hành thí nghiệm như sau. Tại bước 3 xảy ra quá trình oxy hóa xác bởi COO. Bước 3 này, trộn đều xác vào COO này, cho ống nghiệm khô này, thêm 1 gam COO phủ kín này. Bước 3 mới bắt đầu này, chúi xuống này, hơn nóng toàn bộ ống nghiệm đốt cháy phần đáy này. Vậy đây là xác bị oxy hóa bởi COO C12H22O11 cộng COO nung nóng lên thì ta thu được hỗn hợp CO2 bay lên H2O được chưa, cộng với lại CO nhá. Thì đây là CO2 cộng biến về CO0, khử tăng o giảm, vậy là thể hiện tính oxy hóa. Thì CO thể hiện tính oxy hóa thì quá thì xác thể hiện là tính khử. Tính khử tương ứng với lại quá trình oxy hóa. Được chưa? Vậy là đây là xảy ra quá trình oxy hóa xác bởi CO, cái này đúng. Ống nghiệm được lắp theo hướng chúi xuống để khí thoát ra dễ dàng là sai. Nhá. Ống nghiệm được lắp theo hướng chúi xuống để làm gì? Để cho hơi nước được thấm vào bông mà không bị chạy ngược lại ống nghiệm. Màu đơn, cái này hay này. Hơi nước thấm vào bông mà không chảy ngược lại, mà không chảy ngược lại đáy ống nghiệm. Đấy các bạn nhớ nhá. Có thể thay xác bằng tinh bột thì hiện tượng thí nghiệm không thay đổi. Đúng, hiện tượng thí nghiệm không thay đổi. Để dừng thí nghiệm tiến hành dừng đốt nóng trước rồi tháo dẫn khí sau. Thì lưu ý á, ở đây là cái ống dẫn khí đậy ống nghiệm bằng nút cao su của ống dẫn khí, lắp ống nghiệm lên giá này, ống dẫn khí dẫn vào để
ống dẫn khí dẫn vào ống đựng nước vôi trong. Vì vậy nên mình tuyệt đối không được dừng đốt nóng trước rồi tháo ống dẫn khí sau là sai, mà phải là tháo ống dẫn khí trước, tháo ống dẫn khí trước, rồi mới dừng đốt nóng. Tại sao lại vậy? Vì nếu làm ngược lại thì khí ở trong ống nghiệm sẽ bị co lại, từ đó mà hút dung dịch ở bên ngoài vào trong ống nghiệm, vào trong ống nghiệm đang nóng, mà từ đó dẫn đến là gây nứt vỡ ống nghiệm. Đây là một câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao nhá, các bạn cần phải lưu ý. Câu 21 ạ. Cho vào ống nghiệm 2 đến 3 ml giọt cho ống nghiệm 2 đến 3 giọt COS 45%, 1 ml là AOH. Thế là mình sẽ thu được kết tủa là COH 2 lần. Lắc nhẹ gạt bỏ phần dung dịch lấy kết tủa trong ống nghiệm 1. 2 ml xác vào ống nghiệm 2. Rót vào đó H4 loãng đun nóng nhẹ, đây là thủy phân trong môi trường axit. Thì ở bước 2 thủy phân thì ta sẽ thu được gì? Ta sẽ thu được C6H12O6 gồm gì ạ? Glu và Frux. Để nguội dung dịch cho từ từ NaHCO3 khuấy đều bằng đũa thủy tinh cho đến ngừng khí thoát khí CO2. Thì NaHCO3 vào đây là để trung hòa axit, trung hòa axit dư. Thì khi mà ngừng khí thoát ra thì điều đó chứng tỏ rằng là vừa hết H cộng. Bước 4, rót dung dịch ống 2 và ống 1 lắc đều đến khi kết tủa tan hoàn toàn thì nó tạo thành dung dịch phức. Bởi vì lúc đó là CO2 lần tác dụng với lại C6H12O6 nhá. Ý A có thể dùng dung dịch BaOH lần thay thế cho NaHCO3 là sai, không thể. Tại sao lại không thể? Tại vì BaOH loãng mặc dù nó có tính kiềm đấy, nhưng mà mình không có bất kỳ một dấu hiệu nào để mình biết được là lúc nào H cộng vừa hết để mình dừng lại việc thêm BaOH lần. Và từ đó thì trong cái quá trình làm như vậy mình rất dễ dẫn đến một cái việc đó là dư H cộng hoặc dư OH trừ. Từ đó cái mục đích của chúng ta là để trung hòa axit dư thì không đạt được, nên nó sai. Mình hoàn toàn có thể sử dụng KHCO3 thay thế NaHCO3 mới được nhá. Ý B, dung mục đích chính của việc dùng NaHCO3 là nhằm loại bỏ H24 dư, chính xác. C, sau bước 4 thu đường dịch có màu xanh tím. Sau bước 4 màu xanh tím là sai, màu xanh lam. D, sau bước 2 dung dịch trong ống nghiệm tách thành hai lớp. D, sau bước 2 dung dịch trong ống nghiệm tách thành hai lớp là sai, đúng chưa? Sai, đúng, sai, sai nhá. Ok ạ. Hai hại, cho các chất sau có bao nhiêu chất có khả năng hòa tan COH lần trong môi trường kiềm và điều kiện thường thì nó chỉ cần là có OH đa kề là được. Ethanol không có nhá, glycerol là 1. Acetic aldehyde là không được bởi vì nó không có OH đa kề. Formic acid thì được bởi vì mặc dù nó không có OH đa kề nhưng nó là acid. Acid thì nó tác dụng với 7. Glucose có OH đa kề, fructose có OH đa kề, saccharose có OH đa kề. 1 2 3 4 5, 5 cháu nhá. Tổng cộng có 5. Ok ạ. Câu 23, cho chất đích vào ống dịch AgNO3 trong NO3 đun nóng không thấy xảy ra phản ứng trắng gương. Chất đích có thể là chất nào dưới đây thì không thấy xảy ra phản ứng trắng gương thì nó chỉ có thể là saccharose. Saccharose. Câu 24, đun nóng dung dịch X với lượng dư AgNO3 trong NO3 thì thu được kết tủa. Thu được kết tủa nhé. Thì Frux là kết tủa, Glu kết tủa, acetic aldehyde là kết tủa, vậy không thể là saccharose. A. 25 ạ. Dung dịch saccharose tinh khiết không có tính khử nhưng khi đun nóng H4 lại có thể cho phản ứng trắng gương, đó là do gì? Đó là saccharose bị thủy phân tạo thành glucose và fructose. B, bỏ. Được chưa? Ta có câu 26, chất X thuộc disaccharide có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Thủy phân hoàn toàn X xúc tác axit vô cơ thu được sản phẩm trong đó chứa chất Y.
trong mật ong chứa tới 40% chất Y. Vậy mật ong mà chứa tới 40% chất Y thì chắc chắn là chất Y chúng ta là fructose, đúng chưa? Fructose. Thế còn lại chất X mà lại có nhiều trong cây mía của cải đường thì chắc chắn chất X là saccharose. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 27 ạ. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía của cải đường và hoa thốt nốt. Vậy X chắc chắn là saccharose, đúng chưa? Đề bài hỏi là tên gọi của Y và X. Vậy X là saccharose nha. Bỏ fruct, bỏ glu, bỏ gly. Y thì dùng để tráng gương cho trophic, nên chắc chắn Y là glucose. Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A. Câu 28. 28 câu rất hay. Thì nghĩ rằng là các bạn không có may đáp án bởi vì các bạn bị dính về câu 28 này. Hãy nhìn nhé. Hãy nhìn thấy mình hướng dẫn này. Có phải bản chất là xác là C12H22O11 cộng với H2O thì nó tạo thành là 2 lần thằng C6H12O6, đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Thế vậy có phải là nếu mà thầy bảo toàn khối lượng, bảo toàn khối lượng thì thầy luôn luôn có là khối lượng của xác cộng khối lượng của H2O bằng khối lượng của hỗn hợp sản phẩm không? Đúng chưa? Khối lượng của xác là 100, khối lượng của H2O là chưa biết, khối lượng hỗn hợp sản phẩm là 103,6. Từ đó thầy tìm được số mol của H2O phản ứng không? Bằng 103,6 trừ đi 100 chia 18. Đúng không? Vậy là 3,6 mà chia cho 18 này bằng bao nhiêu? Ta có 3,6 chia 18 thì bằng bao nhiêu? Bằng 0,2, đúng không? Bằng 0,2 mol. Vậy số mol H2O là 0,2. Ban đầu phản ứng. Vậy số mol H2O phản ứng là 0,2, vậy số mol xác phản ứng là 0,2. Mà số mol xác ban đầu là 100 chia 342. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được hiệu suất phản ứng, đúng không? Hiệu suất phản ứng thì chính bằng là số mol phản ứng là 0,2 chia cho số mol ban đầu là 100 chia cho 342 rồi nhân với 100%, đúng không ạ? Ok không ạ? Dễ không ạ? 0,2 chia cho mở ngoặc đơn 100 chia 342 đóng ngoặc đơn nhân 100% bằng 68,4%. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Dễ không kìa? Quá dễ. Thủy phân 57g man. Man là C12. C12H22O11. Được chưa? Thủy phân nó thì man thì thủy phân tạo thành gì ạ? C6H12O6, hai thằng. Ta sẽ có ban đầu thì số mol man là 57 chia cho 342. Đúng chưa? Phản ứng. Sau phản ứng. Sau phản ứng gam glu mình tìm được số mol glu. 57 chia 180. Vậy từ đó mình tìm được số mol glu là 57 chia 180. Suy ra số mol man phản ứng là 57 chia 180 nhân 1 chia 2 chia 2. Được chưa? Vậy từ đó ta sẽ tìm hiệu suất. Hiệu suất bằng số mol phản ứng. 57 chia 360 chia số mol ban đầu. 57 chia 342 nhân 100%. Được không ạ? Vậy kết quả của chúng ta là bằng bao nhiêu? Bấm máy tính thôi. Ta sẽ có 57 chia cho 360 chia mở ngoặc đơn 57 chia cho 342 bằng nhân 100%. 95%. 95% là đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 95% đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Ok nhá, tiếp tục nhá, câu 30. Câu 30 các bạn chọn đáp án gì ạ? 30 nhá. 30. Thủy phân 68,4 gam xác C12
H22. O11 chúng ta tìm được số mol xác nhé. 68,4 chia cho 342. Bằng 0,2 mol. Hiệu suất 75%, 0,75. Thu được mg glu C6H12O6 hai cháu đúng không? 0,2 nhân 2 thì bằng 0,4. Thuận nhân 0,4 nhân 0,75 thì bằng 0,3. Nhưng lưu ý ạ, thu được mg glu, nhiều bạn bị lừa ở đây. Đứa nào mà lấy 0,3 là glu là sai, đúng không? Bởi vì một xác thực sự ra hiệu suất 0,75 nó chỉ phân ra một glu và một fruc, đề bài chỉ hỏi glu thôi. Anh này 0,2 thì glu nó sẽ là 0,2 nhân 0,75. Chỗ này bằng 0,15 cơ. Và 0,15 mà nhân với là 180 thì mới bằng là 27 nhá. Vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B cơ. Đấy, nên là thầy cảnh tỉnh cho những bạn mà rất dễ nhầm, bởi vì các bạn giải nhanh quá nên sẽ dẫn đến là các bạn bị nhầm nhá. B bỏ. Đấy. Tuyên dương cả lớp mình không bạn nào bị sai, rất tốt. Ta có 31 là một nhà máy đường sử dụng 60 tấn mía nguyên liệu để ép một ngày. 60 tấn mía một ngày. Trung bình ép một tạ mía thì thu được 68 kg nước mía, nồng độ đường. Sau khi biến toàn bộ nước mía này với hiệu suất 90%, thu đường xác giá trị của mỡ. Đấy, thế bây giờ tại phần có này. Một tạ mía thì bằng là 100 kg mía thì sẽ ra được là 68 kg nước mía. Thì 68 kg nước mía thì ta sẽ tìm được khối lượng đường xác carozơ, khối lượng của xác ca sẽ bằng đấy. Đây, nước mía thì nồng độ là 13%. Vậy nó sẽ là 0,13 nhân 68 nhá, là khối lượng xác. Ok chưa? Mà hiệu suất là 90% nhá, vậy là nhân với 0,9 nữa. Ok chưa? Thế bây giờ đề bài hỏi là một ngày, đúng không ạ? Một ngày thì bao nhiêu? Thế thì câu chuyện đơn giản rồi, một ngày thì được 60 tấn. 60 tấn thì bằng 60.000 kg mía. Thì ta có 10 kg mía thì ra được mờ xác là tương đây. Vậy 60.000 kg thì ta sẽ suy được mờ xác. Thì gấp lên bao nhiêu đấy? Đây, thằng này gấp lên 600 lần. 0,13 nhân 68 nhân 0,9 nhân 600. Nhá, được chưa? Vậy ta tìm ra đoán luôn. Dễ ẹc luôn. 0,13 nhân 68 nhân 0,9 nhân 600 bằng đây 4773,6 nhá. 4773,6 kg. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? 4773,6 kg. Ấm áp luôn. Quá dễ dàng. 32 ạ. Thủy phân 0,01 mol xác trong một thời gian thu được dung dịch X. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là 75%. Đây là tác dụng AgNO3 để bạn lưu ý ạ. Là khi mà tác dụng AgNO3 thì cả glu và cả xác đều phản ứng, đúng không? Nên mình không cần quan tâm nhiều. Mình chỉ quan tâm đây xác C12H22O11, đúng không? Thủy phân này trong môi trường axit này ra hai thằng C6H12O6. Được chưa? Hiệu suất thủy phân là 75% là 0,75. Vậy ta sẽ có số mol ban đầu là 0,01 mol. Thì suy ra số mol C6H12O6 là 0,01 nhân 2. Thuận nhân hiệu suất nhân 0,75 nữa. Được chưa? Mặt khác ta có một anh C6H12O6 thì tráng cho mình hai thằng AG. Được chưa? Vậy chỗ này là 0, chỗ này là bằng 0, chỗ này bằng 1,5 nhân với 0,01 thì nó bằng là 0,015 thì tráng 2G là 0,03, đúng không ạ? 0,03 mà nhân với 108
thì bằng 3,24 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Các em nhé, câu này rất là dễ, đúng không ạ? Chúng ta phải nắm được cái kỹ thuật để giải câu này. Thủy phân 62,5 gam dung dịch xác 17,5% mà mình tìm được số mol xác luôn đấy, đúng không ạ? Xác C12 H22 O11, số mol này 62,5 này, 17,1% này, 0,171 này, chia phân tử khối là 342 này, đúng chưa? Trong môi trường axit thì thu được 2 lần C6H12O6, đúng không? Hiệu suất thủy phân 80% là 0,8, đấy chưa? Vậy đây mình sẽ suy được số mol của glu nhá. Là mình bấm số mol trước đi. Số mol anh xác là 62,5 nhân 0,171 chia 342 bằng, đấy, số mol nó bằng 0,03125. 0,03125. Vậy suy ra số mol glu sẽ là 0,03125 nhân 2 thuận nhân hiệu suất nhân 0,8. Được chưa? Xem bằng bao nhiêu nhá. Nhân 2 này nhân 0,8 này bằng này 0,05. Mặt khác ta có một glu là một C6H12O6. Nó cho mình 2 Ag. Số mol là 0,05. Vậy 2G nó là 0,1. 0,1 mà nhân với 108 thì bằng 10,8. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 34. Câu 34 thì dễ hơn, đúng không? Thủy phân 68,4 gam xác thì thu được glu. Một xác thì ra được một glu. Hiệu suất là 75%. Số mol là 68,4 chia 342 bằng 0,2. Vậy số mol glu ạ, đây cũng là 1,1 là 0,2 nhưng mà thuận nhân hiệu suất nhân 0,75. Vậy nó bằng là 0,15. 0,15 mà nhân với lại 180 ấy, thì nó bằng là 2,7. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Bỏ. Câu 35 ạ. 35 ạ. Ta có câu 35 ạ. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam xác carozơ trong môi trường axit thu được dung dịch X. Thế thì ta sẽ có là 1 anh C12H22O11 thì thủy phân thì cho mình 2 anh C6H12O6, đúng không? Số mol là 3,42 chia cho 342 bằng 0,01. Hiệu suất không có nói đến hiệu suất bị coi 100%, vậy số mol C6H12O6 là 0,02. Đúng không ạ? 1 thằng C6H12O6 thì nó cho mình 2 thằng Ag. Vậy số mol là 0,02 mà nhân với 2 thì bằng 0,04. 0,04 mà nhân 108 bằng 4,32 gam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 36. Câu 36. Một nhà máy cân tráng một lớp bạc dày 0,25 micromet nhá. Đây này, 1 micromet bằng 10^6 mét. Đấy chưa? Vậy ta sẽ có là 0,25 micromet thì bằng 0,25 nhân 10 mũ trừ 6 mét và bằng 0,25 nhân 10 mũ trừ 4 cm, đúng không? Tại sao thầy phải đổi về cm? Tại vì khối lượng riêng của Ag cho là 10,5, đúng không? Bạc này là ghi ở đây là lỗi, phải ghi nó là sliver nhá. Ok chưa? Tiếp tục ạ. 6.000 chiếc gương hình tròn bán kính 50cm, đấy, đưa về cm này. Hoàn thành đơn hàng này, người ta cần nhà máy thủy phân bao nhiêu kg xác thành các monosaccharide trước khi tiến hành tráng bạc. Hiệu suất quá trình thủy phân và tráng bạc lần lượt là 80 và 95%. Thế bây giờ các bạn lưu ý, 6.000 chiếc gương thì to quá nhỉ. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình cứ đưa về cm đi. Bây giờ mình sẽ xét là một chiếc gương đi. V của một chiếc gương cần tráng đấy, lớp bạc thì dày tương đây 0,25 nhân 10^4, đúng không? Dày này nhân với diện tích, được chưa? Bán kính là 50cm, đúng không? Diện tích của hình tròn, đúng không? Thì nó bằng gì ạ? Pi R bình, đúng không?
pi r bình và chính bằng 0,25 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với pi nhân với r bán kính là 50 cm. Đấy, 50 bình. Thế ra là bán kính một chia cương bằng bao nhiêu đây? 0,25. 0,25 nhân với 10 mũ trừ 4 nhân với 50 bình bằng đấy bao nhiêu đây? 0,0625 pi thành giữ nguyên pi. Được chưa? Đây là thể tích nha. Thế thì từ thể tích này thì mình sẽ tìm ra được V của 6.000 chiếc gương. Thì nhân 6.000 đấy. 625 pi nhân 6.000 bằng ạ 375 pi cm mũ 3. Vậy từ đó mình sẽ tìm được khối lượng AG cần. Từ đó mình sẽ tìm được khối lượng AG cần là bằng 375 pi, được chưa, nhân với 10,5. Bởi vì là 1 cm vuông ở 1 cm khối thì cần 10,5 mà. Đấy, 375 này nhân 10,5. Biết pi là lấy là 3,14 thôi. Bằng đây 1 2 3 6 3,75 gam. Từ đó mình tìm được số mol của AG cần. Chia 108. Chia 108 bằng, chỗ này để phân số thôi, gần bằng thôi, 114,48 mol. Thế giờ câu chuyện đơn giản rồi. Câu chuyện bây giờ hỏi giá trị gần nhất của m kg xác carozơ. Thế ta sẽ có là xác thì thủy phân ra là C6H12O6, đúng không? Một xác thì ra 2 lần C6H12O6. Và một hiệu suất của thủy phân là 80% là 0,8. Một C6H12O6 thì ra được 2AG, đúng không ạ? Hiệu suất ở đây là 95% là 0,95. Số mol AG là 114,48. Vậy suy ngược lại được số mol C6H12O6 là 114 x 1 chia 2. 114,48 chia 2 thuận nhân nghịch chia hiệu suất 0,95. Được chưa? Đấy nhá, chia 2 này, chia 0,95 này, ra này. Anh này, được chưa? 60,252. 25. 60,25. Lại suy ra xác nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia 0,8. Nhá. Chia 2 này, chia 0,8 này, bằng này. Nhân với 342 này, bằng này. 12878 gam. 12878 gam thì bằng 12,88 kg. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Nha. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Rất dễ, đồng câu này rất là hay, rất léo đấy. 37 ạ. Một sinh viên tiến hành thí nghiệm thủy phân xác carozơ và kiểm tra xem dung dịch thủy phân có chứa clu hay không. Thông bước sau, bước 1 này cho lượng nhỏ xác nguyên chất và nước để tạo thành dung dịch này. Đun sôi hỗn hợp trong vài phút để nguội thì không hiện tượng gì cả bởi vì xác không thủy phân. Không thủy phân trong nước. Được chưa? Thêm vài giọt thuốc thử toluen vào dung dịch để nguội đun nóng nhẹ thì hiện tượng quan sát được không thấy xuất hiện kết tủa sliver. Là AG đấy, nhận định là dưới đây là có đúng. Sản phẩm thủy phân xác không chứa, xác không thủy phân được bởi vì xác nó chỉ thủy phân trong môi trường axit thôi. Nhá. Cái này sai. Thời gian đun nóng thí nghiệm chưa đủ cũng sai tiếp. Nó có thủy phân đâu, đun nữa thì nó vẫn thế. Phản ứng không xảy ra do xác chưa bị thủy phân, cái này đúng này. Cần thêm dịch sodium hydroxide để xúc tác phản ứng thủy phân, sai tiếp này. Sai, sai, đúng, sai nhá các em nhá. Ok. Câu 38 ạ. 38 một câu tính toán trắc nghiệm điền này. Thủy phân 100g xác thì thu được 104,5g hỗn hợp glu, frux và xác còn dư.
hiệu suất phản ứng thủy phân xác là x phần trăm xác định giá trị của x. Thế bây giờ các bạn lưu ý này, xác của chúng ta nhá, khi mà thủy phân nhá, thì có phải là cộng với H2O không, thì tạo thành glu Fruc không, và xác còn dư đúng không? Vậy nếu thầy bảo toàn khối lượng, có phải thầy sẽ có là khối lượng của xác cộng với khối lượng của H2O thì chính bằng là khối lượng hỗn hợp sản phẩm không? Mà ta sẽ có là khối lượng của xác ở đây là 100 cộng với lại khối lượng của H2O thì bằng 104,5 không? Từ đó ta tìm được số mol H2O bằng 4,5 chia 18 không? Đúng không ạ? Từ đó ta tìm được số mol H2O 4,5 chia 18 thì ta sẽ ra được số mol H2O bằng 0,25. Thì khi chúng ta tìm được số mol H2O là 0,25 rồi thì ta sẽ có số mol H2O bằng 0,25 nhé. Ban đầu số mol xác là 100 chia 342, phản ứng thì số mol H2O là bằng 0,25. Vậy số mol xác cũng là 0,25. Từ đó mình tìm được hiệu suất phản ứng bằng 0,25 chia 100 chia 342 nhân 100%. Đúng không? Vậy từ đó ta sẽ tìm được hiệu suất bằng 0,25 chia cho 100 chia 342 nhân 100%. Chúng ta sẽ được là 85,5%. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là 85,5. Đấy, cái câu điền này câu 39 ạ. Trong quá trình sản xuất bia, maltose sản được tạo ra từ quá trình lên men của mạch nha, một nhà máy bia dự định sản xuất khoảng 10 kg man để 10.000 kg man để đáp ứng nhu cầu sản xuất bia thì nhà máy cần nhập bao nhiêu bao mạch nha? Biết 1 ký mạch nha thì tạo ra 0,8 kg man. Vậy mình sẽ có là một bao. Một bao là 50 ký. Thì sẽ ra thuộc cái bao để sau đi. 1 ký mạch nha thì tạo ra 0,8 kg man. Đúng chưa? Thì dễ rồi. Mà nó cần là bao nhiêu? 10.000. Vậy suy ra 10.000. Đây ghi rõ bài toán tỷ lệ thuận. 1 ký mạch nha thì tạo ra 0,8. Vậy 10.000 kg man thì cần gấp lên 10.000 chia 0,8. 1 nhân 10.000 chia 0,8. Đúng không? Vậy suy ra số bao 10.000 chia 0,8 chia 50. Đúng không ạ? Quá dễ dàng đơn giản. 10.000 chia 0,8 chia 50, 250 bao. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là 250. Ta có 40. Xác thì thường được tìm thấy trong loại cây thực vật nào? Thì thường tìm thấy trong cây mía đúng không? Dễ. 41. Sắp xếp các carbohydrate theo thứ tự độ ngọt tăng dần thì glu là kém nhất đúng không? Sau đó đến xác rồi đến fruc. À, 42 có bao nhiêu phát biểu đúng? Số phát biểu đúng thì xác là một monosaccharide là sai. Xác là chất rắn vị ngọt tan tốt trong nước ở điều kiện thường. Chất rắn vị ngọt tan tốt trong nước điều kiện thường đúng. Man đồng phân xác đúng. Man vị ngọt hơn glu là sai. Man vị ngọt kém hơn glu. Xác và man đều cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng là sai. Xác chỉ vòng nhá. Độ ngọt thì man là kém nhất. Glu, xác, fruc để về độ ngọt nhé. Độ ngọt. Vậy ta có 1, 2 phát biểu đúng. 2 phát biểu đúng đáp án chính xác của chúng ta là đáp án này. Ok, chữa nhá. 43 này. Glu được dùng để tráng gương chăn nuôi phích đúng này. Ở người nồng độ glu trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1% đúng này. Trong công nghiệp dược phẩm xác được dùng để pha chế thuốc đúng này. Trong dịch xác glu fruc để hòa tan được CH lần nhiệt độ thường này đúng này. Tất cả đều đúng. C. 4 nhá. 4 cái đều đúng. Ta có này. Câu 44 này, xác là chất rắn vị ngọt đúng nhưng tan ít trong nước là sai nhé. Xác có nhiều trong cây mía nên gọi đường mía đúng.
Xác có nhiều trong mầm lúa mạch là sai, nó là man cơ. Xác được dùng làm chất tạo ngọt trong sản xuất thực phẩm như bánh kẹo, nước giải khát, đúng. Vậy là sai đúng, sai đúng. Được chưa? 45. Man là một trong các disaccharide phổ biến. Man là chất rắn vị ngọt tan tốt trong nước ở điều kiện thường, đúng. Man có trong ngũ cốc nảy mầm mạch nha nên gọi đường mạch nha, đúng. Man được tạo ra chủ yếu do quá trình lên men glucose là sai, lên men tinh bột. Man được dùng làm nguyên liệu để sản xuất bia và chất tạo ngọt cho một số bánh kẹo, đúng. Đúng, đúng, sai đúng nhá. Câu 46, phần trắc nghiệm điền rất hay. 46 dễ nhạc. Thứ nhất, chúng ta lưu ý rằng là đường nghịch chuyển là các lượng như nhau của fructose và glucose được tạo ra từ quá trình thủy phân xác. Là 10 tấn xác thì thu được tối đa bao nhiêu tấn đường nghịch chuyển? Thì đơn giản thôi, mình sẽ có là một xác thì cộng với H2O thì nó ra được một glucose cộng một fructose. Ở đây còn không chơi hiệu suất cơ. Đúng chưa? Vậy 10 tấn xác thì cứ coi là 10 tấn chia cho 342 đi. Thì suy ra số mol glucose là 10 tấn chia 342. Fructose cũng là 10 tấn chia 342 đúng không? Vậy đây mình tìm được khối lượng. Bằng khối lượng glucose và fructose 10 chia 342 x2 lên bởi vì cộng hai số mol đằng này rồi nhân 180 là xong. Dễ ẹc luôn. Vậy ta có kết quả luôn. 10 chia 342 nhân 2 nhân 180. Kết quả chúng ta bằng 10,526. Đúng không ạ? 10,52 tấn nha. Rất dễ. Mấy bọn đường ngược chuyển luôn. Câu 47 ạ. Saccharose monolaur là ester thu được khi cho xác tác dụng với lauric acid. Anh này là một trong số những chất phụ xa chức năng kép do khả năng nhũ hóa và hoạt tính kháng khuẩn của nó. Từ 500 gram xác và 100 lauric acid có thể điều chế tối đa bao nhiêu xác monolaurate hiệu suất phản ứng đạt 47%. Ta sẽ có xác là C12H22O11, lauric acid là C12H25COH, C12H22. Nào các bạn tính toán đây. Đây ạ, lauric acid là tổng C của nó chỉ có 12C thôi. Nên chỗ này C11 nó no mà. C11H23COH nhá. Ta tìm được số mol của xác là 500 chia 342. Lauric acid là 100 chia phân tử khối của nó này. 12 nhân 11 cộng 23 cộng 45. Phân tử khối nó bằng 200. Mà ester tạo thành nhá. Chúng ta nó sẽ là C11H23CO. Anh này bỏ 1H đi thì còn là C12H21. Đúng không ạ? C12H21. Hiệu suất phản ứng đạt 47% là 0,47 nhá. 0,47. Vậy thì hoàn toàn tại đây ta sẽ có này. Giờ xem thằng nào nhỏ nhất thì tính theo thằng đấy. 500 chia 342. 1,46. 100 chia cho 200 thì thằng này có bằng 0,5 thôi. Thằng này nhỏ hơn vậy sẽ tính theo thằng nhỏ hơn. Vậy số mol ester là 0,5 nhân với 0,47. Đúng ạ. 0,5 nhân 0,47. Được chưa? Thì bằng nhân với phân tử khối là 12 nhân 11 cộng 23 cộng 44 cộng 12 nhân 12 cộng 21. Kết quả chúng ta bằng 85,54. Được chưa? Vậy gam sắc charose monolaurate là 85,54 gam. Được chưa? Rất là dễ nhá. Các bạn chữa lại câu này vào vở. Các bạn chữa lại câu này vào vở cho thầy. Thấy chưa?
20. Bạn nào chữa xong rồi thì chấm cái nhá. Bạn nào chữa xong rồi thì chấm cái cho thầy. Ok. Chưa vào đi. Sau đó chúng ta sang bài cuối cùng ngày hôm nay. Tinh bột và sen. Bài số 3, polysaccharide. Thế thầy cho em xem lại câu 14, câu 22 đâu ạ? 14 á? Câu 14 là em vào 1 đấy. Đấy. À, ok em thấy rồi, em thấy đáp án đấy. 22. Đấy. Ok chưa? Được, ok ạ. Ừ, ok. Thôi khả năng cao thầy tính là phần tinh bột và phần sen để buổi sau mình học đi. Hôm nay mình nghỉ sớm một chút. Nhá, hôm nay mình nghỉ sớm một chút. À, thế là hôm nay còn không có bài tập về nhà luôn. Thôi cho nghỉ sớm một chút. Hẹn gặp lại các em. Và mình sẽ gặp lại nhau vào hôm thứ 6. Nhá. Nay thầy cho xin phép các em thầy nghỉ sớm chút. Bye bye, chào tạm biệt. Em này ạ. Ừ. Em nhỏ này ạ. Ừ. Em mở cửa đây, tao cũng vãi trường luôn.
mình đau bụng. Em làm gì đâu? Em mở cửa về kìa. Nhưng mà có gió à? Có. Anh ngồi đây còn cảm giác, còn cảm nhận được gió vào. Thế đóng vào. Không vào chưa? Thế đóng. Lợn mói mòi gì này trả gì? Điện thoại cầm ấy lấy cho em đó làm gì đâu đâu thế đá chạm vào đâu à. Đó làm gì đâu đóng cửa đi vâng. Ừ.